Lưu ý trong quá trình cài đặt thì chúng ta nhớ là tắt hết mạng và tắt phần diệt virus đi, thì quá trình cài đặt của chúng ta diễn ra thuận lợi hơn. Phần thứ nhất là phần cài đặt phần mềm CorelDRAW. Trước khi vào phần cài đặt thì chúng ta kiểm tra cấu hình của máy để chọn cái phần mềm tương thích. Chúng kích phải chuột vào My Computer, chọn Property. Trên cái bảng này chúng ta tìm một số thông số chính. Ở đây là Windows 10, chip Core i7, RAM 8GB và bản Windows này là bản 64 bit. Căn cứ vào các thông số này, chúng ta sẽ lựa chọn các cái phiên bản CorelDRAW cho phù hợp, bởi vì phần mềm CorelDRAW nó có rất nhiều phiên bản, ví dụ như là X3, X4, X5, X6, X7, X8 và còn những phiên bản khác nữa. Với những máy cấu hình thấp, ví dụ như là RAM 2GB, chip Core i3 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chọn những bản X3, X4. Tương tự như thế, với những cái cấu hình máy cao hơn thì chúng ta sẽ chọn các phiên bản cao hơn. Với cái máy này thì chúng tôi chọn phiên bản CorelDRAW X6 bản 64 bit. Tương tự như thế, với những cái máy mà cài Windows 32 bit thì chúng ta cũng nên chọn bản 32 bit cho tương thích. Sau khi chúng ta đã chọn xong phiên bản rồi thì chúng ta sẽ đi tìm kiếm cái phiên bản CorelDRAW phù hợp bằng cách có thể mua ở các cửa hiệu hoặc chúng ta lên mạng tải cái bản phù hợp. Ở đây chúng tôi đã tải sẵn bản CorelDRAW X6 và bây giờ chúng ta bước vào phần cài đặt. Chúng ta mở cái phần Corel này ra, khi tải về chúng ta giải nén ra. Rồi chúng ta chọn file cài đặt. Có thể mỗi phiên bản cái biểu tượng file cài đặt nó khác nhau, nhưng tất cả nó đều là cái dạng định dạng EXE. Chúng ta double click để chạy file cài đặt. Rồi file cài đặt đang chạy. Chúng ta hạ cái này xuống. Đó, quá trình cài đặt đang diễn ra. Đó, tới đây thì chúng ta sẽ chọn I accept. Tuy nhiên là trước khi chọn được cái nút này thì chúng ta phải kéo cái con trượt ở bên phải này xuống dưới đến tận dưới cùng. Kéo thanh trượt này xuống. Đó, cái nút này đã hiện lên. Chúng ta kích chọn. Rồi, tới bước này thì nó đòi hỏi key và serial number, thì chúng ta bỏ qua bước này để bước này vào phần cuối cùng. Chúng ta chọn next. Ở đây thì nó có các cái kiểu cài, thứ nhất là cài mặc định, là cài full. Nhưng ở đây chúng ta không chọn cài full mà chọn custom, tức là cài theo ý của mình. Ở đây có rất nhiều các cái phần mềm nữa, thì ở đây ta chỉ chọn cái riêng cái phần CorelDRAW thôi, còn những cái phần kia trong chương trình của mình không sử dụng nên mình tạm thời không cài đặt để cho giảm cái dung lượng của máy đi, đỡ nặng hơn. Rồi chúng ta chọn CorelDRAW này, rồi chọn next. Sang đây thì chúng ta ở cái bảng này chúng ta chọn option. Chúng ta tắt cái phần nút ở trên đi, bỏ chọn cái phần trên là cái phần nút update của cái phần mềm sau này. Chúng ta tránh cái việc mà update liên tục thường xuyên thì khi đó là cái phần mềm của mình nó dễ bị lỗi, do nhà sản xuất người ta yêu cầu mình trả tiền. Tắt cái nút này. Rồi sau đó mình Intern Now, chọn Intern Now. Đó, quá trình cài đặt đang diễn ra. Cái đoạn này nó khá lâu một chút, có thể nó kéo dài khoảng 15 tới 20 phút, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi.
Rồi, quá trình cài đặt đã hoàn tất. Bước 1, chúng ta đã thấy xuất hiện cái biểu tượng của phần mềm trên màn hình desktop. Tuy nhiên, lúc này chúng ta cũng chưa sử dụng được mà chúng ta cần phải nhập key cho nó đã. Ở đây chúng ta chọn Finish, tức là kết thúc bước 1. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khởi động phần mềm lên. Double click. Đó, ở đây thì phần mềm báo hiệu là nó không cho chúng ta sử dụng vì cái số ngày sử dụng thử bằng 0. Đây chúng ta sẽ chọn cái mục bên trái này. Đấy, Active để chúng ta đưa cái key vào. Đấy, ta thấy hiện lên một cái bảng nó đòi hỏi là Serial Number. Chọn Enter Serial Number. Đây là có cái bảng này là nó đòi nhập cái mật mã vào đây và cái code nữa. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái key. Đó, chúng ta sẽ khởi động mở cái phần key ra. Rồi, ở đây chúng ta thấy có keygen.exe. Chúng ta mở cái phần này ra. Rồi, ở cái phần program trên cái bảng key này, chúng ta nhớ chọn đúng cái phiên bản của nó là CorelDRAW X6, vì ở trong cái phần chương trình này nó có rất nhiều các cái key của các cái phần mềm khác nhau, phiên bản khác nhau. Chọn này, đây X5 này, kéo xuống dưới, cứ chọn xuống bao giờ đúng cái phần X6 của mình. Đó, thì ở các phiên bản khác thì chúng ta cứ chọn cái key này tương thích nhé. Rồi, đây là hiện lên một dãy số serie đây. Chúng ta lấy cái dãy số này bằng cách chọn toàn bộ và copy. Chúng ta dán nó vào phần serie number ở bên paste vào đây. Sau đó chúng ta active offline, tức là chọn cái code của nó. Chúng ta sẽ copy toàn bộ cái code này sang cái bảng key copy 1 này sang đây. Chúng ta paste vào cái ô này, code intent code này. Rồi, chúng ta hack code để lấy cái code copy trở lại. Rồi, hàng code hiện lên, chúng ta copy trở lại cái bảng number. Đây. Chúng ta chọn continue ở bên bảng này. Continue. Đó, đây quá trình cài đặt đã hoàn tất. Đến đây chúng ta cài đâu lại là hoàn thành quá trình cài đặt. CorelDRAW sẽ khởi động lần đầu tiên khi chúng ta đóng cái bảng này. Nó đang khởi động lên. Lúc này chúng ta sẽ đóng ngay phần mềm lại và không sử dụng gì cả. Và chúng ta sẽ khởi động lại khoảng 3 lần. Đóng phần mềm lại, đóng toàn bộ các cửa sổ vào. Tiếp tục khởi động phần mềm. Rồi lại đóng vào. Tiếp tục lần thứ hai. Lại đóng tiếp.
lần thứ ba. Đó, bây giờ nó hiện lên cái vẫn cái bảng đó nhưng ở phía góc bên trái này. Có chọn vào cái ô Don't Show Again, tức là không hiện cái bảng này cho lần sau nữa. Chúng ta chọn vào đó, đóng lại. Đó là phần mềm đã cài đặt hoàn tất, chúng ta có thể sử dụng trong công việc của mình. Đó, đấy là giao diện của phần mềm đã cài đặt hoàn tất và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được. Các bạn đảm bảo chắc chắn rằng trước khi vào bài học đầu tiên là chúng ta phải cài đặt sẵn sàng phần mềm. Trong quá trình cài đặt, nếu có vấn đề gì khó khăn thì chúng ta có thể đi ra các cái hiệu để người ta cài đặt giúp cho mình, và cái chi phí thì cũng không đáng kể. Lưu ý trong quá trình cài đặt thì chúng ta nhớ là tắt hết mạng và tắt phần diệt virus đi, thì quá trình cài đặt của chúng ta diễn ra thuận lợi hơn. Xin chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở bài học đầu tiên. Xin chào các bạn.